Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã tiếp thu, giải trình thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm về phát triển kinh tế xã hội thành phố. Phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị, các ngành địa phương đã tập trung cao độ, chung sức, đồng lòng, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm đời sống của người dân và cơ bản đã đạt được những kết quả tích cực. Cả thành phố đã chung tay nỗ lực thực hiện chủ đề năm 2021 là khôi phục và phát triển kinh tế. 4 tháng đầu thì tăng trưởng kinh tế chúng ta đạt rất là cao. Tuy nhiên là những cái quý sau đó là bị giảm sút rất là nghiêm trọng. Nhờ chúng ta kiểm soát được dịch cho nên trong các cái tháng nửa tháng 10, tháng 11 và tháng 12 này thì nền kinh tế của chúng ta đã cơ bản phục hồi lại. Cho nên một số chỉ tiêu cũng được nâng lên. Đặc biệt là tăng trưởng GDP thì chúng ta tăng 0,18% so với năm 2020. Đây là một cái sự nỗ lực rất lớn. Một số ngành lĩnh vực quan trọng có giữ mức tăng trưởng cao. Đối với các vấn đề được cử tri Hội đồng Nhân dân thành phố và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố nêu tại kỳ họp thứ tư, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác giải ngân đầu tư công, giải tỏa đền bù, xử lý các điểm ngập úng, đặc biệt là công tác rà soát các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư đang dở dang trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cố gắng là trong năm 2022 này sẽ khắc phục cơ bản cái việc này. Và thành phố đã chỉ đạo rất cụ thể những nội dung này và giao cho Sở Xây dựng và thường xuyên báo cáo cập nhật để tham mưu cho Ủy ban thành phố trong xử lý những cái vấn đề mà còn bất cập trong kết nối các hạ tầng này. Và trong năm 2022 này thì thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực để các quận huyện giải quyết những cái vấn đề an sinh cũng như hạ tầng ở các khu dân cư. Nhấn mạnh năm 2022 là năm nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện được mục tiêu từng bước mở cửa nền kinh tế trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, triển khai các cơ chế chính sách mới phát triển thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Là chúng ta thực hiện kế hoạch 185 ngày 26 tháng 10 của 2021 của Ủy ban thành phố về việc phục hồi phát triển kinh tế và nhấn mạnh quan điểm xây dựng chương trình vừa giải quyết vấn đề trước mắt cấp bách nhưng mà phải đảm bảo về lâu dài phù hợp với phát triển kinh tế xã hội hàng năm, kế hoạch 5 năm cũng như đầu tư công trung hạn và cơ cấu lại cái nền kinh tế giai đoạn 21-25 và đảm bảo về các yếu tố văn hóa quốc phòng. Năm 2022 thì thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, từ đây đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngoài việc thực hiện các biện pháp quyết liệt để kiểm soát COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường, thực hiện hỗ trợ Tết nhằm đảm bảo chăm lo cho người dân thành phố đón một mùa Tết cổ truyền ấm no, bình an.